Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Bắt nguyên giám đốc công ty ASA vì tăng khống giá 7 triệu cổ phần. Ngày 24 tháng 1, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên danh SANA-WMT, nay là công ty cổ phần ASA, mã chứng khoán ASA. Căn cứ kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn An, giám đốc công ty cổ phần Asa đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phần Asa, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu Asa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu tư bị thiệt hại, bị Nguyễn Văn Nam chiếm đoạt số tiền có đơn đề nghị gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an qua thiếu tá Nguyễn Đức Phương, điều tra viên phòng 9 cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0982 257 888. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 23 tháng 1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ người dân có vụ cháy tàu cá tại nơi neo đậu tàu thuyền, cảng Lạch Bạn thuộc phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều động xe chữa cháy, xe bồn triển khai phương án chữa cháy. Tại hiện trường, tàu cá mang số hiệu 97060TS đang bốc cháy dữ dội, nguy cơ cháy lan sang các tàu cá bên cạnh là rất cao. Chỉ huy chữa cháy đã quyết định triển khai đồng thời 3 phương án: phun nước trực tiếp từ xe chữa cháy vào khu vực tàu đang cháy để làm mát, sử dụng bọt chữa cháy phun khoanh vùng khu vực dầu loang và ngăn chặn cháy lan sang các tàu lân cận. Đồng thời sử dụng máy bơm chữa cháy hút nước biển phun nước trực tiếp vào khu vực cháy để dập tắt đám cháy. Sau hơn 30 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến con tàu bị hư hỏng, nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Kết quả giải mã trình tự gen ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Mỹ vừa được phòng xét nghiệm bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiễm biến chủng Omicron BA1. Một điểm đáng chú ý, ngoài 3 ca mắc Omicron trong cộng đồng được báo cáo trước đó thì có thêm 2 ca mắc biến chủng này và tất cả đều có mối liên hệ với bệnh nhân nhập cảnh. Bệnh nhân nhập cảnh vừa được xác định nhiễm biến chủng Omicron là chị P sinh năm 1981, quốc tịch Việt Nam ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó chị đã tiêm 3 mũi vaccine, được cách ly sau nhập cảnh tại Nha Trang và phát hiện dương tính khi về tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hai trường hợp mới có kết quả giải mã trình tự gen nhiễm Omicron đều là nam và có mối liên hệ với các bệnh nhân nhiễm Omicron trước đó. Như vậy thì liên quan đến ca nhập cảnh hiện có 5 trường hợp khác nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Với các dữ liệu này thì bước đầu có cơ sở để đánh giá các ca nhiễm biến chủng Omicron tại cộng đồng vừa được phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh có nguồn lây từ ca nhập cảnh. Và điều này sẽ giúp cho công tác truy vết nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua đến nay, dịch Covid-19 ở các tỉnh miền Tây tiếp tục giảm về số lượng ca mắc. Tuy nhiên, ca mắc mới chủ yếu là F0 phát hiện trong cộng đồng. Hiện cả nước mỗi ngày vẫn có hàng ngàn ca F0 mắc mới. Trong 24 giờ, tính tới tối ngày 23 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới, trong đó nhiều tỉnh miền Tây số F0 cộng đồng tăng mạnh. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành không cách ly y tế đối với người dân hướng dẫn người dân về quê phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 gồm 5K và tự theo dõi sức khỏe. Trong trường hợp có biểu hiện mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm và xử lý theo quy định. Riêng tại Hà Nội, tối ngày 23 tháng 1, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã phát hiện thêm 2.971 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 830 ca cộng đồng. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai, Trương Mỹ, Gia dạ Lâm, Bắc Từ Liêm và Đông Đa. Hiện nay hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng đã nới lỏng quy định đi lại đón du khách từ vùng 1, vùng 2, vùng 3 như là Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam hay là Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Lâm Đồng, Phú Quốc, Kiên Giang. Song vẫn nhiều địa phương có quy định riêng đối với du khách trong dịp Tết này. Cụ thể, tại miền Bắc, du khách từ tất cả cấp độ dịch khi đến Mộc Châu, Sơn La cần có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh. Du khách từ vùng dịch cấp độ 3 và 4 khi đến một vài khu nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình cần có kết quả xét nghiệm âm tính. Tại miền Nam, hiện các địa phương đã dỡ bỏ hầu như tất cả quy định di chuyển. Riêng Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu mọi du khách có kết quả xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi ra đảo nếu không sẽ phải thực hiện xét nghiệm ngay tại cơ sở lưu trú. Hiện những du khách F0, F1 khi đến côn đảo phải thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở lưu trú. Trường hợp du khách có nhu cầu về đất liền cần có máy bay chuyên trở. Năm nay thời tiết bất lợi, công chăm bón và giá phân tăng cao, cộng với dịch Covid-19 kéo dài, nên lượng hoa Tết không nhiều so với những năm trước, dù giá bán có nhích lên đôi phần ghi nhận tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nơi hiện đang là vùng hoa lớn cung ứng cho các tỉnh miền Trung. Con đường từ thị trấn Sông Vệ về xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Những ngày này, xe tải chở hoa Tết tập kết để vận chuyển hoa đi các huyện và các tỉnh. Ông Trần Ngọc Bích, sau khi chốt được giá bán, các tư thương thuê người chở hoa của ông đi tỉnh Quảng Nam. Xuất đi thì năm nay là xuất 400 chậu, xuất đi Bình Định là hơn trăm rưỡi chậu, và bây giờ xuất đi Hòa Long là một trăm rưỡi chậu. Hàng trăm hộ dân ở các xã như Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp thị trấn La Hà của huyện Tư Nghĩa đã bán hoa cho các tư thương chuyển đi thị trường trong nước và ngoại tỉnh. Để có những chậu hoa bán Tết, nhà vườn phải bỏ nhiều công sức để chăm hoa. Hôm nay là làm cây hoa đó là trời mưa nhiều và nắm bệnh nó cũng nhiều nên làm cây hoa nó rất là khó khăn. Đó. Nên nhà vườn là phải khắc phục làm cho nó bài bản mới có cây hoa đi bán. Theo một số nhà vườn, hoa cúc loại chậu 60 cm giá 270.000 đồng một chậu, loại hoa chậu 55 cm giá 180.000 đồng một chậu, tính ra có cao hơn so với năm trước, nhưng giá phân bón, thuốc trừ sâu và công chăm bón đều tăng nên thu nhập của nhà vườn không cao hơn. Do nhiều người về quê ăn Tết nên trong ngày hôm qua và sáng nay tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt khách đến làm thủ tục bay. Phía trước quầy vé các hãng luôn ở trong tình trạng dòng người xếp thành nhiều hàng và chờ đợi làm thủ tục. Để hoàn thành thủ tục bay và qua cửa an ninh, trung bình mỗi hành khách phải mất gần 1 giờ đồng hồ. Nhiều hành khách đến sân bay trước 3 giờ để làm thủ tục bay vì lo sợ ách tắc trong khi làm thủ tục dẫn đến trễ chuyến. Không chỉ đông người trong khu vực làm thủ tục bay, bên trong khu vực chờ bay ga quốc nội thì cũng quá tải. Các chuyến bay tập trung vào khung giờ 6 đến 8 giờ 30 phút sáng. Vì vậy mà các ghế chờ kín chỗ, hành khách phải nằm ngồi vật vờ giữa sảnh nhà ga để chờ lên chuyến bay. Người dân về quê đón Tết gia tăng từ ngày 15 tháng Chạp đến nay do các địa phương đã nới lỏng quy định cho người dân về quê đón Tết, tạo tâm lý thoải mái cho người dân. Và theo quy định của sân bay, tất cả hành khách khi đến sân bay phải khai báo y tế hoặc xuất trình, chứng nhận tiêm hai mũi vaccine hoặc giấy xác nhận là f không khỏi bệnh trong vòng 180 ngày.